Có những cảm xúc không thể nói thành lời, có những yêu thương chưa một lần được biết tới, những cảm nhận về cuộc sống quanh ta với nụ cười nước mắt. Hãy cùng chia sẻ với Blog Cảm Xúc do câu lạc bộ truyền thông Fox khoa Đông Phương Học thực hiện. Blog Cảm Xúc, nơi yêu thương truyền đi. Xin chào, các bạn đang đến với Blog Cảm Xúc số đầu tiên. Mình là Phu Phu. Mình là San San. Rất vui khi được đem đến cho các bạn những câu chuyện hay, ý nghĩa và thay lời buông đói cho những yêu thương chân thành. Các bạn có thể gửi bài cảm nhận về địa chỉ email câu lạc bộ truyền thông Đông Phương a@gmail.com và thường xuyên truy cập vào fanpage câu lạc bộ truyền thông Fox để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Sinh viên thầy cô như bậc thánh hiền vượt ngàn con sóng đưa thuyền sang sông, mai này bước giữa thảm hồng đừng quên ơn nghĩa mênh mông cô thầy tận tâm huyết dạy điều hay, bạn ơi nhớ mãi công này chớ phai. Các bạn vừa lắng nghe bài thơ Thầy Cô của bạn Dương Võ, sinh viên năm tư ngành Trung Quốc học khoa Đông Phương Học, với lời nhắn gửi thầy cô những yêu thương chân thành của con, chúc thầy cô luôn hạnh phúc và thành công. Wow, một lời nhắn thật là dễ thương phải không các bạn? Ừ, và đặc biệt hơn nữa là lời nhắn lại đến từ một bạn sinh viên nam đó. À, và hy vọng là sau khi nghe được những lời nhắn này thì thầy cô của chúng em sẽ có thêm thật nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc trong cuộc sống này nhé. Tuổi học trò, cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỷ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường, nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói không thầy sao nên.
thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người, để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo, sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những con người dẫn đường, chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn. Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết, một chuyến đò chở bao tri thức, tình cảm mà thầy cô gửi gắm vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó, thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim. Mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Xưa trong đôi vai thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời, dẫu đêm hay sao trời đêm nay. Hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Phù xin mời tất cả các bạn cùng đến với một lá thư từ bạn Thanh Chi, sinh viên năm nhất ngành Indonesia, gửi đến cô giáo của mình là cô Thủy Tiên. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2013. Gửi cô Tiên. Em chào cô, chắc giờ cô đã có mặt ở Ấn Độ được mấy ngày rồi nhỉ? Khi cô đi tụi em không đến tiễn cô được, không biết cô có buồn không nữa. Thành phố dạo này mưa to lắm cô ơi. Chắc thời tiết cũng buồn lây vì không còn thấy cô Tiên nữa. Là học trò của cô mới được mấy tháng mà giờ cô đã đi xa tụi em rồi. Nhưng may mắn là cô chỉ đi có 3 tháng thôi. Tụi em rất nhớ cô đấy. Lần đầu tiên em gặp cô là buổi ra mắt sinh viên năm nhất của khoa Đông Phương học. Lúc đó cô mặc áo dài và phiên dịch tiếng Anh rất hay, làm em cứ ngỡ cô là một anh chị sinh viên năm trên nào đó của khoa mình đấy chứ. Hóa ra cô lại giảng viên của ngành Indonesia học cơ đấy. Và cũng thật là may mắn khi em có thể là sinh viên của ngành mình. Nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô mà không biết từ bao giờ em đã thấy yêu sao đất nước Indonesia xinh đẹp. Những tiết học của cô rất là thú vị. Vừa học tụi em vừa còn được nghe những bài hát bằng tiếng Indonesia thật là dễ thương.
Tuy mấy buổi học đầu rất vui vẻ, nhưng càng về sau, tụi em càng thấy đuối khi một buổi học của cô, tụi em phải học tới 2 bài đọc với lượng từ mới và bài tập ngày càng nhiều. Nhưng về sau, tụi em biết được rằng cô chạy nhanh tiến độ như vậy là để muốn dạy cho tụi em xong chương trình trước thời gian cô đi du học. Tụi em xin lỗi cô nhiều vì lúc nào trong tiết của cô cũng than vãn vì phải học nhiều và có lúc đã không làm bài tập về nhà. Nhưng mà cô ơi, tụi em hứa là từ sau sẽ cố gắng thật chăm chỉ nên cô đừng giận tụi em, cô nhé. 20 tháng 11 năm nay, cô không có mặt ở đây. Nhưng em tin là ở đất nước Ấn Độ xa xôi, cô có thể cảm nhận được thật nhiều tình cảm của tụi em. Chúc cô thật nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Tụi em nhớ cô rất nhiều, hy vọng 3 tháng sẽ trôi qua thật nhanh để cô trò mình lại có thể gặp nhau, cô nhé. Mong cô giữ gìn sức khỏe và nhớ mua quà Ấn Độ cho tụi em nhé. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ. Thầy cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức. Thầy cô còn là người dạy cho chúng em biết, dạy cho chúng em hay về những đạo lý làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng em được học từ thầy cô. Thầy cô là người dạy chúng em biết đọc, biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng lắng nghe ý kiến của người khác. Người đã dạy em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Người dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói, thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã. Hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã,
thầy cô cũng chẳng giấu nổi nước mắt. Những lần như thế, thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xóa đi nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con. Ký túc xá, ngày 16 tháng 11 năm 2013, Nguyễn Cơ Hoa, ngành Ả Rập. Chia tay mái trường cấp 3, đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học, một thế giới mới mở ra trước mắt, lạ lẫm và xô bồ. Từ mảnh đất quê hương, bước đi mang theo biết bao ước mơ, hoài bão, bao niềm tin, hy vọng, đặt chân vào khoa Đông Phương học, mục tiêu lớn nhất của con là học tiếng Trung Quốc. Nhưng điều ấy đã không trở thành sự thật. Căn cứ vào bảng xếp hạng điểm số, con được xếp vào ngành Ả Rập học. Cô ơi, hai từ Ả Rập đối với con thật xa lạ. Con hoang mang, con lo sợ, con hòa khóc, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về, không kiềm chế được. Con cảm thấy dường như tất cả mọi nỗ lực của con trong mấy năm qua để vào được đại học tan tành như bong bóng xà phòng. Mấy ngày đầu tiên bước vào lớp học, con luôn đặt ra trong mình nhiều câu hỏi. Học Ả Rập sau này làm gì? Liệu mình có thể đủ sức để theo nó đến cùng hay không? Chính những câu hỏi ấy đã đưa con dần vào ngõ cụt. Nhưng cô ơi, với những câu chuyện của cô kể, những bài học cô đưa ra về chính cuộc đời của mình đã giúp con có thêm động lực. Những câu hỏi của con dần dần được giải đáp. Con dần có niềm tin vào ngành học của mình. Ngoài việc giảng dạy chương trình trong sách, cô còn dạy bọn con cả cách sống, cách đi làm thêm, cách làm việc sao cho thật tốt. Cô biết không, cô chính là thần tượng của con với một phong cách ăn mặc giản dị, cách nói chuyện thân thiết, một công việc làm mà con luôn mơ ước. Con nhớ mãi một câu nói của cô, "Life is trial and error." Nhờ câu nói này của cô mà con đã vượt qua cảm giác hụt hẫng và chán nản khi điểm kiểm tra giữa kỳ của con tương đối thấp. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều, nhưng cô ạ, con sẽ cố gắng sửa chữa, cố gắng nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả mà mình mong muốn. Dẫu biết rằng con đường con đi đầy chông gai và thử thách, nhưng con tin con sẽ làm được, phải không cô? Cô ạ, dù cô chỉ mới dạy bọn con mấy tháng đầu của học kỳ 1, nhưng con đã rất mến cô. Nhiều dịp 20 tháng 11, con chúc cô với tất cả thầy cô sẽ có thật nhiều may mắn, hạnh phúc và luôn thành công. Con chỉ biết nói với cô con, Sugrins, học trò của cô, Hoài Phương. Tuổi thơ trôi như giấc mơ, kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ, một thời học sinh dấu yêu, nào ai qua đi không gì luyến lưu, từng trang lưu bút viết nên bao điều, gợi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều, dù cách xa tình sẽ không phai nhòa, ngày từng ngày vội vàng trong qua ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm, lời dịu dàng hiền hòa thiết tha tâm huyết cô thầy khuyên dạy, tháng tháng 11 đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương, mai chia tay muôn phương cách xa bạn nơi chớ quên, thầy cô cho em lớn cho đời ấm êm, ngày mai bạn ơi có nơi phương nào, dặn lòng đừng quên dấu yêu hôm nào, còn ngất ngây tình đắm say sau này. Nghe xôn xao nôm nao vẫn vương, giây phút chia tay đến rồi, bạn bè ngày nào cùng sánh vai, chia sớt cho nhau. Rồi lòng chợt buồn xuyên sao, sao xuyên nghẹn ngào con tim. Mưa đâu rơi rơi ướt mi, nhòe đôi mắt ai. Ngày từng ngày vội vàng trong quang, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm. Lời dịu dàng hiền hòa thiết tha, tâm huyết cô thầy khuyên dạy. Hằng tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương, mà
chia tay muôn phương cách xa, bạn ơi chớ quên. Sẽ nhớ hoài kỷ niệm trường xưa đã qua, sẽ nhớ hoài cô thầy ngày thơ đã xa, sẽ nhớ hoài ôi bạn bè sao thiết tha. Nỗi nhớ này xin gửi lại trong tiếng ca. Vẫn con đường cây cỏ lúc mới quen, nơi đưa tôi đến bến bờ tri thức. Thầy đã ở bên tôi mọi lúc, dạy nhiều điều, tôi dạ bảo dạ vâng. Con đường từng in bước những dấu chân, bước nắng, bước mưa, trong sương, trong gió. Con đường dài đầy chông gai, gian khó, biết miệt mài bên trang vở chúng em. Vẫn giọng nói đôi lúc cứ e hèm, mái tóc sương khắc khe từng thôi chút. Trang giáo án dài từng giây, từng phút, chứa ánh nhìn có cả khoảng trời xanh. Vẫn con đường cây cỏ lúc chạy nhanh, quên lời dạy nên va chân vấp ngã. Ngước mặt nhìn thầy sao cứ đông đã, tự đứng lên dưới ánh mắt người thầy. Vẫn con đường cây cỏ lúc ra đi, giờ trở lại dấu chân thầy còn đó. Cuối con đường có bóng hình bé nhỏ, nở nụ cười khi em đã lớn khôn. Lê Thị Hồng Gấm, Ấn Độ K12. Khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngồi xem phương dương hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về, bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng ta. Không còn trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nơi nhớ thiết tha. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, chúng em đang dần lớn lên, cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa, để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người. Thầy cô kính mến, dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy, nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những bông hoa tươi thắm nhất, những lời thành kính và tri ân xuất phát từ trong sâu thẳm mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường đời của chúng em dẫu có phong ba bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin để bước qua, vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.
Thời gian ơi, xin dừng lại đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tình yêu. Các bạn thân mến, thời lượng phát sóng của blog cảm xúc ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong blog cảm xúc kỳ sau nhé. Bật mí với các bạn, chủ đề kỳ sau sẽ là những ngày đông đến muộn. Những cảm nhận, chia sẻ, các bạn có thể gửi về địa chỉ email câu lạc bộ truyền thông Đông Phương a@gmail.com. Còn bây giờ, Phu Phu và Sang Sang cùng ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại. Blog cảm xúc, nơi yêu thương truyền đi.